không quân Nga, không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 22 tên lửa đạn đạo và hành trình của Nga. Không quân Ukraine nhấn mạnh họ đã phá hủy 9 tên lửa đạn đạo và 13 tên lửa hành trình tại các khu vực Kiev, Kharkov, Dnipro, Balaclava, Mykolaiv và Zaporizhia. Theo Reuters, không quân Ukraine ngày 2 tháng 9 cho biết các lực lượng Ukraine đã bắn hạ 22 trong tổng số 35 tên lửa và 20 trong số 23 phương tiện bay không người lái tấn công do Nga phóng tới vào sáng cùng ngày. Trên ứng dụng Telegram, không quân Ukraine nhấn mạnh họ đã phá hủy 9 tên lửa đạn đạo và 13 tên lửa hành trình tại các khu vực Kiev, Kharkov, Dnipro, Balaclava, Mykolaiv và Zaporizhia. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang có những diễn biến mới trên thực địa khi hai bên gia tăng hoạt động quân sự. Trước đó, ngày 2 tháng 9, giới quan chức quân sự Ukraine thông báo các đơn vị phòng không nước này đã tham gia đẩy lùi một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev. Tên lửa Nga làm rung chuyển Kiev và các khu vực khác của Ukraine. Hàng loạt tiếng nổ lớn từ tên lửa Nga đã làm rung chuyển thủ đô Kiev của Ukraine, gây ra hỏa hoạn và làm hư hại nhà cửa cũng như cơ sở hạ tầng. Sáng sớm ngày 2 tháng 9, người dân khắp thủ đô Kiev bị đánh thức bởi một loạt tiếng nổ liên tiếp và tiếng tên lửa phòng không phóng lên trời để đánh chặn mục tiêu. Không quân Ukraine cho biết đã phá hủy 22 trong số 35 tên lửa cũng như 20 trong số 23 máy bay không người lái tấn công. Cảnh báo không kích vang lên khắp Ukraine trong gần 2 giờ trước khi lực lượng không quân tuyên bố cuộc tấn công kết thúc vào lúc 6 giờ 30 sáng 10 giờ 30 giờ Việt Nam. Cuộc ném bom diện rộng diễn ra một tuần sau khi Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhất vào Ukraine kể từ năm 2022. Thị trưởng Kiev Vladimir Klitschko cho biết lò hơi tại nhà máy nước ở Kiev đã bị hư hại một phần. Nối vào một nhà ga tàu điện ngầm kiên hầm trú bom ở quận Satohiski cũng bị hư hại, nhưng nhà ga vẫn hoạt động. Quận Sivatohinski là nơi tập trung nhiều trường học và đại học. Các nhà chức trách quân sự thành phố cho biết vụ tấn công đã làm 3 người bị thương, trong đó có 2 người đã được đưa đến bệnh viện.